Anh Tuấn và Minh Nguyên xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Trên Từng Cây Số phát sóng lúc 6 giờ mỗi ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 3 năm 2022, nhằm mùng 2 tháng 2 năm Nhâm Dần, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Đảng bộ thành phố Châu Đốc tiếp tục đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng thời cơ, khai thác triệt để các nguồn lực và lợi thế so sánh, tạo ra sức bật mới trên tất cả các lĩnh vực. Đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tại buổi làm việc với Thành ủy Châu Đốc hôm qua. Công an tỉnh An Giang bàn giao 7 xe ô tô chuyên dụng cho công an các xã biên giới huyện An Phú phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, hôm qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thành ủy Châu Đốc về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sau khi nghe lãnh đạo Thành ủy Châu Đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã góp ý, đề xuất nhiều giải pháp để Đảng bộ thành phố Châu Đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ thành phố Châu Đốc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và cơ bản thống nhất với các phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Nhấn mạnh, thành phố Châu Đốc là địa bàn có vị trí quan trọng kết nối giao thương giữa các tỉnh phía Nam với nước bạn Campuchia và còn rất nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ du lịch. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị Đảng bộ thành phố Châu Đốc tiếp tục đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, dám nghĩ đúng, dám làm đúng, tận dụng thời cơ, khai thác triệt để các nguồn lực và lợi thế so sánh, tạo ra sức bật mới trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu vẫn là tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là, thích ứng an toàn linh hoạt, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năm 2022. Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết phát triển thành phố Châu Đốc trong giai đoạn mới nhằm tạo động lực để Châu Đốc phát triển nhanh và bền vững, thực sự là một trong những đầu tàu kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định thương mại du lịch giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của thành phố. Do đó, tôi đề nghị thành phố tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị, thương mại dịch vụ, tạo nhiều sản phẩm du lịch để giữ chân khách, thường xuyên rà soát, nâng chất hệ thống chợ, siêu thị theo hướng hiện đại, quan tâm công tác quản lý, lập lại trật tự đô thị xứng tầm với vị thế của một thành phố du lịch. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, thực hiện văn minh thương mại, chấn chỉnh ngay những bất cập, yếu kém ảnh hưởng xấu đến tình hình ảnh du lịch của Châu Đốc nói riêng và của tỉnh nói chung. Đi đôi với phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ kịp thời các hộ khó khăn, đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, tập trung chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đào tạo lao động tại chỗ, phục vụ lĩnh vực du lịch, dịch vụ, bảo vệ, trùng tu những công trình lịch sử, văn hóa, kiến trúc độc đáo để phát triển du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng. Tập trung lãnh đạo củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, phòng chống tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022, gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Các sở ban ngành đoàn thể tỉnh thường xuyên quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp thành phố Châu Đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới, đưa Châu Đốc trở thành một trong những thành phố du lịch trọng điểm quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư vừa ký công văn số 181/UBND-KGVX phê duyệt đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, tổng số vaccine được phân bổ trong đợt này là 26.824 liều vaccine Moderna, liều 0,5 ml, để tiêm theo yêu cầu của các địa phương.
Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế địa phương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại theo đúng quy định tại công văn số 10722 trên BITDB ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương chỉ đạo các điểm tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, bố trí giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm, tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ, đợt. Người đến tiêm phải đến đúng giờ hẹn, không đến sớm, đeo khẩu trang, đảm bảo nguyên tắc 5K, không để tình trạng tập trung đông người ùn ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây nhiễm chéo và lây lan dịch trong cộng đồng. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các địa phương nhập dữ liệu trong mỗi đợt tiêm phải đảm bảo đồng bộ đúng tiến độ và báo cáo Bộ Y tế theo quy định. Hôm qua, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao xe ô tô chuyên dùng cho công an 7 xã biên giới là Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái, Nhân Hội, Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, việc trang bị xe ô tô chuyên dùng nhằm phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an chính quy tại các xã thị trấn giáp biên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo công an các xã biên giới, sau khi tiếp nhận xe, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ phương tiện, sử dụng xe đúng mục đích, đảm bảo phục vụ tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, phòng chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang vừa tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức và hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa cho hội viên phụ nữ tại xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn. Để giải quyết được vấn đề rác thải nhựa, trước hết đòi hỏi mỗi hội viên phụ nữ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng hành động cụ thể thiết thực, thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống và làm việc. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang trao tặng 60 thùng rác nhựa cho 30 hội viên phụ nữ xã Vọng Đông nhằm hỗ trợ thực hiện việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam, di sản văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động cuộc thi ảnh duyên dáng áo dài năm 2022 đến các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc và hội phụ nữ các xã thị trấn. Theo đó, thời gian gửi ảnh dự thi từ ngày 1 tháng 3 đến 16 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2022, thời gian tương tác ảnh từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022 và bắt đầu chấm chọn vòng 1 từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2022 và vòng 2 từ ngày 24 tháng 3 đến hết ngày 26 tháng 3. Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn viên công đoàn, cán bộ hội viên phụ nữ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thể loại dự thi ảnh cá nhân và ảnh tập thể, trong đó ảnh dự thi ghi lại khoảnh khắc đẹp của đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện trong trang phục áo dài có nội dung bố cục thể hiện sự trong sáng thanh lịch, vẻ đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam trong các dịp lễ hội, công sở, giao tiếp cuộc sống nhân dân. Các thí sinh tham gia cuộc thi gửi ảnh và bản thuyết minh về địa chỉ cuộc thi ảnh của Liên đoàn Lao động huyện, ban tổ chức sơ tuyển lựa chọn ảnh phù hợp với chủ đề thi và chất lượng để đăng tải trên trang Facebook công đoàn huyện. Các thí sinh tương tác, like, chia sẻ nhân dân. Hôm qua, chi đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chi đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, chi đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh và phường Đoàn Mỹ Thạnh thành phố Long Xuyên tổ chức trao tặng đồng phục, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và xe đạp cho học sinh thuộc hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại phường Mỹ Thạnh. Theo đó, các cơ sở đoàn đã tặng 21 bộ đồng phục thể dục, trao 7 suất học bổng, 10 thẻ bảo hiểm y tế 6 tháng năm 2022 và 2 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa có học giỏi của trường tiểu học Trần Phú, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên. Tổng kinh phí thực hiện là 12 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn. Thông qua hoạt động nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp bước đến trường. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 và chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Mới đây, câu lạc bộ y bác sĩ trẻ tình nguyện huyện Chợ Mới phối hợp với xã đoàn Nhân Mỹ tổ chức khám cấp thuốc miễn phí tại nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các thành viên trong câu lạc bộ đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 10 trường hợp, đồng thời tư vấn sức khỏe, các biện pháp phòng bệnh, hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Nhân Mỹ cũng đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà gồm gạo, mì trị giá 200.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19,
thì đến nay các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã hoàn toàn mở cửa đón học sinh trở lại trường. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch của nhà trường, thì phụ huynh học sinh cũng đã hỗ trợ con em mình chuẩn bị tốt về thể lực và tâm lý để đến trường học trực tiếp. Để học sinh trở lại trường an toàn, cần nhất ở 3 công đoạn, ở nhà, trên đường đi và tại trường học. Trong đó, công đoạn ở nhà là quan trọng nhất bởi mỗi gia đình có một lối sống khác nhau, cách thức phòng chống dịch khác nhau. Do đó, khi nhận được thông báo học sinh đi học trực tiếp trở lại, chị Nguyễn Thị Tú Trinh ở khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình hoàn toàn ủng hộ dựa trên các điều kiện phòng chống dịch mà thành phố đã thực hiện. Ngoài những biện pháp phòng dịch như đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, thì chị Trinh còn thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung các thực phẩm và protein, thường xuyên nhắc nhở con, nâng cao ý thức vệ sinh, uống đủ nước, sát khuẩn tay thường xuyên, thực hiện một cung đường, hai điểm đến, nên chị yên tâm cho con đi học trực tiếp trở lại. Sau thời gian dài học trực tuyến, khi mà nhà trường là có cái chủ trương cho bé học trực tiếp trở lại thì bản thân chị rất là hoan nghênh, bởi vì khi mà học trực tiếp thì bé sẽ tiếp thu nhiều hơn do tương tác với giáo viên nhiều hơn là học online. Thì về phía góc độ gia đình thì chị cũng chuẩn bị cái tư tưởng cho bé là mình phải khi đi học trở lại thì phải giữ an toàn các biện pháp 5K. Đồng thời thì cũng theo dõi cái thân nhiệt của bé thường xuyên khi mà bé đi học về, lo cho bé cái dinh dưỡng, cái bữa ăn dinh dưỡng cho nó đầy đủ để đảm bảo tốt nhất cho bé học trở lại trường học cho nó tốt hơn. Khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của gia đình trong việc trang bị những kỹ năng, cách thức để các em học sinh tự bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh, thì các trường học trên địa bàn thành phố Long Xuyên cũng đều đảm bảo các tiêu chí trong trường học an toàn theo quy định, đồng thời xây dựng phương án ứng phó, chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết, với tinh thần cố gắng ở mức cao nhất để việc dạy và học không bị gián đoạn và đảm bảo an toàn cho học sinh. Em cảm thấy an tâm khi mà em trở lại học trực tiếp, tại vì khi mà ở nhà thì mẹ cũng dặn dò cho em về các những cái biện pháp 5K khi mà mình đi học, và nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các vật dụng để cho tụi em có thể an toàn tốt nhất khi đi học. Đến thời điểm này, việc tổ chức học trực tiếp đều được các trường học thực hiện nghiêm túc, đáp ứng các tiêu chí của Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục, nên đã tạo được sự an tâm cho học sinh và phụ huynh. Vì vậy, phụ huynh cũng nên đồng hành cùng với nhà trường trong thực hiện nghiêm quy tắc 5K, cùng giám sát và thực hiện một cung đường hai điểm đến, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trên từng cây số sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.